Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 77 Chủ Giảng Tịnh Không Pháp Sư Chuyển Ngữ Trung Nguyên Biên Tập Nguyên Tâm Thời gian ngày 21 tháng 10 năm 1998 Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore Mời mở kinh ra Trang 42 Chúng ta xem từ hàng thứ tư Phục hữu vô lượng tam thập tam thiên vương Sở vị Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương Phổ xưng Phổ Âm Thiên Vương Từ một bảo kế thiên vương Bảo quan tràng danh xưng thiên vương Hôm qua chúng ta đã giảng đến chỗ này Hôm nay chúng ta lại tiếp tục Đến vị Bồ Tát thứ năm Là thiên vương phát sanh hỷ nhạo kế Trong đoạn văn của kinh này Đức hiệu của 10 vị Bồ Tát đều tượng trưng cho cương lĩnh tu học của Bồ Tát Sơ Địa. Từng chữ, từng câu không chỉ hàm chứa vô lượng nghĩa cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nhận thức cẩn thận Cố gắng học tập Ở trước tôi đã nói với quý vị Nền tảng của sự tu học Cũng chính là cốt lõi Của sự tu trì Chính là năm giới Mười điều thiện Những lời này chúng ta thường thấy rất nhiều trong các kinh luận Được nhắc đến rất nhiều lần Nhưng ta chưa hề xem xét thấu hiểu được Trái lại còn trở thành người không có tri giác Điều này thật tai hại Đức Phật nói nhiều lần là mong muốn chúng ta có thể giác ngộ và chứng đắc Nhưng ngược lại chúng ta nghe quá nhiều lần liền trở thành tê liệt trở thành lão tăng chuyên nói chuyện thường tình điều này chứng tỏ phàm phu nghiệp chướng sâu dày luôn nhớ nghĩ chạy theo thói quen không thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong kinh Phật Không đủ năng lực nhập vào cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Ngài không phải không có lòng từ bi Mà là từ bi đến tận cùng Chúng ta khó lòng mà thấu hiểu được Hôm qua tôi đặc biệt dẫn chứng Kinh Vô Lượng Thọ Vì chủ yếu của sự tu học Là khéo giữ gìn ba nghiệp Cùng với giáo nghĩa được nêu ra trong đây Thì hoàn toàn giống nhau Không chỉ là Kinh Vô Lượng Thọ Mà hầu như tất cả các kinh luận cũng không ngoại lệ
Quý vị chỉ cần lưu ý một tí thì quý vị sẽ hiểu được ngay. Cho nên nhất định cần phải xem trọng năm giới, mười điều thiện. Lìa xa năm giới, mười điều thiện thì không những Phật Pháp không còn, mà phước báo ở thế gian cũng mất đi. Khi đó quý vị mới nghĩ đến tính chất quan trọng của nó. Vị Bồ Tát thứ năm là Thiên Vương Phát Sanh Hỷ Nhạo Kế. Từ trong năm giới, mười điều thiện mà khởi lên sự tu tập thiện nghiệp chân chính. Những năm gần đây chúng ta thường nhắc đến bốn việc tốt là tâm tốt luôn tồn tại. Thế nào là tâm tốt? Không tham, không sân, không si là tâm tốt. Nói lời hay. Thế nào gọi là nói lời hay? Là không nói dối, không nói hai chiều, không nói lời ác, không nói lời thêu dệt. Làm việc tốt. Thế nào là làm việc tốt? Không trộm cắp, không giết hại, không tà dâm. Đó chính là việc tốt. Vì thế mỗi một việc làm đều có thể thực hành trong cuộc sống hiện tại. Đó chính là nền tảng của bốn việc tốt. Từ trên nền tảng này lại không ngừng phát triển rộng lớn. Sự rộng lớn chính là làm thế nào để lợi ích cho tất cả chúng sanh, khuyên bảo dẫn dắt tất cả chúng sanh học tập bốn việc tốt. Khuyên người khác, bản thân mình nhất định phải làm khuôn mẫu cho mọi người thấy. Bản thân không thể làm gương, chỉ dùng lời nói suông để khuyên người thì mọi người khó tin theo. Khuyên người khác hy sinh xả bỏ của họ để dâng tặng cho người, mà bản thân mình thì luôn nghĩ đến lợi ích của mình, người ta làm sao mà có thể tin tưởng mình được? Nhất định bản thân phải làm được. Ai làm được? Chư Phật Bồ Tát làm được, là tấm gương cho chúng ta. Tấm gương tốt nhất chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, có thể nói trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài ăn một bữa khất thực, ngủ dưới gốc cây. Lúc Ngài nhập diệt cũng ở giữa hai cây sa la, nằm dán kiết tường mà vãng sanh. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, không ở trong nhà cửa phòng ốc, không có chiếu nằm. Đức Phật là bậc trí tuệ, phước đức vẹn toàn. Ngài không làm gương như thế cho chúng ta xem, thì chúng ta làm sao có thể tin được chứ? Ngày nay chúng ta học Phật, xuất gia tu hành, so với thời Đức Phật, thời chúng ta tốt hơn nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta ngày nay, chỉ lắc đầu không nói gì. Vậy nên chúng ta nhất định phải sanh tâm hổ thẹn, cần biết đủ.
Tự thân là người tu hành phải biết giảng dị đúng như pháp, giúp đỡ xã hội, mọi người phải tùy duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta rằng tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là tùy duyên. Công đức là gì vậy? Tuy rằng tùy duyên, nhưng vẫn giữ gìn bản tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Bên ngoài không chấp tướng, bên trong không động tâm. Làm thế nào thì chấm dứt mọi sự liên quan, chính là cảnh giới trong Kinh Hoa Nghiêm: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu bên ngoài chấp tướng, trong tâm động niệm, thì bạn sai thật rồi. Ví dụ, chúng ta tiếp xúc với mọi người mà chấp tướng động tâm thì phải làm thế nào? Phải nhanh chóng quay về. Con đường của Bồ Tát thực sự có lúc tiến lúc lùi, và chạm với cảnh giới bên ngoài, bản thân không chịu nổi, trí tuệ định lực không đủ thì quay trở về, lại tiếp tục tu tập, giữ gìn thanh tịnh. Định huệ được tăng thêm tí nữa thì có thể thử lại xem. Trải qua sự việc rèn luyện tâm, trong cảnh giới chân chánh rèn luyện đến như bất động, đã như pháp rồi. Thì có thể làm lợi ích cho chúng sanh, cũng không ảnh hưởng đến thân mình. Tuy nói không làm trở ngại bản thân, nhưng chư Phật Bồ Tát lại thị hiện gây trở ngại. Đại sư Trí Giả thời Tùy Đường là tấm gương cho chúng ta. Đại sư Trí Giả là người thế nào? Trong truyện ký ghi lại rằng Ngài là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái sanh. Nếu là Thế Tôn tái sanh, thì Đại sư Trí Giả chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thị hiện để tùy duyên dẫn dắt chúng sanh, phục vụ cho xã hội. Sau cùng, Ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài nói với mọi người rằng Ngài là ngũ phẩm vị vãng sanh. Đó là Ngài thị hiện để giáo hóa chúng ta, làm chủ một đạo tràng, làm trụ trì, làm tri sự, phải trông coi công việc lớn nhỏ. Suốt đời nhọc nhằn bận rộn, nhưng Ngài đạt được giới hạn. Giới hạn này là quyết định không trở ngại vãng sanh. Chứ Ngài phẩm vị vãng sanh không sao, Ngài nhất định không trở ngại vãng sanh. Đó là điều mà Ngài đạt được. Hôm nay chúng ta tiếp xúc với mọi người, hoằng dương Phật Pháp độ khắp chúng sanh, cũng cần có sự đạt được của Đại sư Trí Giả, quyết định vãng sanh tịnh độ. Phẩm vị tuy khác một chút không đáng chú ý, như thế mới được. Nếu không có sự dụng công này, chân thật niệm Phật, việc của thế gian, công việc trong Phật giáo nhiều một việc không bằng ít đi một việc, ít đi một việc chẳng bằng không có việc gì. Phải khéo giữ gìn tâm mình thanh tịnh,
nghiêm trì giới luật, vậy mới đúng. Không bị ngoại cảnh làm dao động mức có thể hòa quang đồng trần với đại chúng. Điều này chúng ta cần phải ghi nhớ. Nếu chúng ta khuyên người khác, người đó sẽ thật sự vãng sanh, bản thân lại chẳng có cách nào, lại còn bị luân hồi trong lục đạo, quý vị xem có oan uổng hay không? Đạo lý này nhất định phải hiểu. Người biết rõ lý, tinh tấn tu hành, y giáo phụng hành, mới sanh ra hỷ nhạo. Nhạo là yêu thích, ưa chuộng. Yêu thích ưa chuộng điều gì vậy? Đó là Phật Pháp. Phật Pháp là giáo lý giác ngộ, chứ không phải yêu thích cái khác, là yêu thích giác ngộ. Hình thức của giác ngộ là thế nào? Là quên mình vì người. Hoằng pháp lợi sanh, đó chính là hình thức của giác ngộ giải thoát. Mỗi một tâm niệm đều muốn chánh pháp trụ thế lâu dài ở thế gian, tiếp tục sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật. Mỗi một niệm đều vì lợi ích tất cả chúng sanh. Phật giáo thường nói đại từ đại bi, từ bi là căn bản. Đại từ đại bi hình thức nó thế nào? Chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải tường tận, không thể mơ hồ, không rõ ràng. Đại từ đại bi là quan tâm chúng sanh vô điều kiện. Che chở cho chúng sanh, yêu thương muôn loài, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những chúng sanh đang gặp khổ nạn. Ngày nay tất cả chúng sanh ở thế gian đều đang gặp khổ nạn rất lớn. Quý vị có biết nạn khổ lớn nhất là gì không? Là mê muội không giác ngộ được. Đây là khổ nạn lớn nhất. Người mê, người không giác ngộ, khởi tâm động tâm đều là tạo nghiệp, huống hồ lời nói việc làm đều tạo ra nghiệp vô cùng lớn. Sau khi tạo nghiệp có quả báo, quả báo nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt. Trong kinh luận có dạy chúng ta rằng thời gian bị đọa trong ba đường ác đều dùng số kiếp để nói. Thật đáng sợ. Người đã giác ngộ phải có trách nhiệm giúp đỡ những người chưa giác ngộ, đem thật tướng của vũ trụ nhân sinh vì mọi người mà giảng dạy rõ ràng, dễ hiểu. Nhất định phải làm cho họ tin tưởng. Nếu quý vị giảng mà họ không tin, điều này chẳng có tác dụng gì. Để có thể giảng kêu gọi người khác tin tưởng, điều này
cần có trí tuệ, cần có phương tiện thiện xảo. Khi họ tin tưởng rồi, trong cuộc sống của họ sau này, khi xử sự đối đãi với người và vật, tự nhiên sẽ gần gũi hơn, không dám khởi lên lòng ác, chẳng dùng tâm ác. Như vậy thì tốt. Họ cũng học tập hiểu được tâm niệm lúc nào cũng tốt, nói lời hay, làm việc tốt. Họ sau khi học tập hiểu hết rồi, đó chính là cách chúng ta giúp đỡ người khác một cách chân chánh. Từ đâu mà làm được việc này? Nhất định là từ năm giới 10 điều thiện làm nên. Năm giới 10 điều thiện nói không cùng tận. Trong đó có đạo lý sâu sắc, có sự tướng rất rộng, có quả báo không thể nghĩ bàn được. Làm sao có thể nói hết được ý nghĩa này? Vì thế các vị cần suy nghĩ lại, tại sao sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, đem sự nghiệp giáo hóa chúng sanh lớn lao như thế giao phó lại cho Bồ Tát Địa Tạng? Quý vị nghĩ xem đây là ý gì? Tại sao Đức Phật không giao phó cho Bồ Tát Quan Âm? Danh tiếng của Bồ Tát Quan Âm nổi trội hơn rất nhiều so với Bồ Tát Địa Tạng. Có nhiều người còn không biết Bồ Tát Địa Tạng, nhưng không ai là không biết Bồ Tát Quan Âm. Tại sao không phó chúc lại cho Bồ Tát Quan Âm mà lại giao cho Bồ Tát Địa Tạng? Đây là đạo lý gì? Bồ Tát Quan Âm đại từ đại bi. Đại từ đại bi từ chỗ nào sanh ra? Là từ hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy tổ sinh ra. Sự hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy tổ, nếu không có điều căn bản này thì sẽ không có đại từ đại bi. Giống như cây có gốc, gốc chính là hiếu kính. Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho sự hiếu kính. Đổi câu nói khác, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho nền tảng tu học vững chắc. Như vậy chúng ta mới hiểu, không nhờ Bồ Tát Địa Tạng không được. Trước buổi giảng của chúng ta hôm nay có thờ Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, Ngài tượng trưng cho Phật thay thế Đức Phật. Ý nghĩa ở chỗ đó. Nói cách khác, Đức Phật không trụ thế cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Trong một thời gian dài như thế, Kinh Di Lặc Hạ Sanh có giảng rằng 56 ức 7 ngàn vạn năm giáo hóa chúng sanh ở thế gian. Điều đầu tiên cần phải làm là gì? Đó là hiếu thân tôn sư, bỏ ác làm lành. Lấy điều này làm mục tiêu chỉ dạy. Sau đó, từ trên nền tảng này, cần phải có thiện căn, phước đức, nhân duyên để khuyên bảo người khác niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Công đức đầy đủ. Thời mặt Pháp 9.000 năm. Trong 9.000 năm này, phải làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích chân thật, chính là Kinh Địa Tạng và Kinh Vô Lượng Thọ.
có thể làm cho tất cả chúng sanh có được lợi ích chân thật. Từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để học cách quay về, học cách sám hối, đoạn ác tu hiện, dùng căn bản này để tiếp tục tu học Kinh Vô Lượng Thọ là đủ rồi. Có thể có vài vị đồng tu hỏi tôi, thầy nói lời này có căn cứ gì không? Có phải ý của thầy không? Nếu là ý kiến của thầy thì tôi không nghe theo. Đức Phật dạy nương theo giáo pháp chứ đừng nương theo người. Tôi không nghe lời nói dối gạt của thầy. Lời nói của tôi là có căn cứ. Căn cứ vào đâu? Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật dạy chúng ta rằng nền tảng của sự tu hành là ba phước trong sạch của nghiệp. Đức Phật nói ra ba điều này, sau đó dạy cho chúng ta rằng ba điều này chính là chư Phật ba đời, là những bậc chân chánh thanh tịnh. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Vị lai là tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai. Quý vị muốn thành Phật nhất định phải nương theo 11 câu nói này để làm cơ sở. Trong 11 câu này, câu bắt đầu là hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, hầu hạ chăm sóc sư trưởng, lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp. Quý vị xem 4 câu này có phải là trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện không? Kinh Địa Tạng chính là giảng về 4 câu nói này. Vì thế Pháp Môn Địa Tạng là nguồn gốc căn bản lớn nhất của sự tu hành. Không kể là tu học Pháp Môn nào, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, các tôn giáo đều nương theo Kinh Địa Tạng làm cơ sở. Đó là điều thứ nhất trong ba phước thanh tịnh. Quý vị đã hiểu được điều vô cùng quan trọng này. Có nền tảng này, niệm Phật nhất định được vãng sanh. Vì sao thế? Trong Kinh Di Đà đã giảng rất rõ, không thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh lên cõi Cực Lạc. Quý vị làm được 4 điều này là đã có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, thì đủ điều kiện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị mới thật sự sanh tâm hỷ lạc. Hỷ lạc chính là thường khởi tâm vui thích, cho nên được gọi là Sơ Địa Bồ Tát. Sơ địa là hoan hỷ địa. Giảng dạy cho mọi người phát sanh hỷ lạc kết, hoặc nói thường sanh tâm hoan hỷ. Thật sự mà nói, ý này thật khó nhận biết. Khoảng cách quá xa vời. Nếu chúng ta đổi câu nói để giảng, mọi người hiểu được rất nhiều. Cả đời này của chúng ta luôn sống trong sự từ bi rộng lớn, chính là ý nghĩa của danh hiệu này. Hoặc nói rõ hơn một tí, cả đời này của chúng ta sống trong vui vẻ, yêu thương vô bờ bến. Yêu thương là thương yêu chúng sanh, yêu mến xã hội, trân trọng Phật Pháp, không có phân biệt chấp trước. Tâm yêu thương thanh tịnh, bình đẳng đối với thế giới này. Chúng sanh có tình thức, chúng sanh không có tình thức.
Chúng ta hôm nay giảng về hết thảy con người, tất cả sự vật, sự việc, không phải, không cùng loài thì không yêu thương bảo vệ, không cùng huyết thống thì không yêu thương bảo vệ. Đó mới là thường sanh tâm hoan hỷ. Có đồng tu hỏi tôi, người hỏi cũng rất nhiều. Việc này cũng là lẽ đương nhiên, rằng tôi mỗi ngày phiền não, ngày nào cũng u buồn, muốn vui cũng vui không nổi. Đó là sự thật. Tại sao không vui nổi? Quý vị chưa có tâm yêu thương, nhìn thấy đều đáng ghét thì không thể phát khởi lòng yêu thương ra được. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy gì cũng đều vui vẻ, gặp nghịch cảnh vui vẻ, gặp người ác cũng vui. Họ tại sao lại có thể sanh tâm hoan hỷ? Tâm hoan hỷ chính là tâm từ bi. Họ không phải chỉ nhìn thấy ở đời này, mà đã nhìn thấy từ quá khứ, cũng nhìn thấy được tương lai. Trong đời này bị mê hoặc điên đảo cũng chẳng sao. Trong đời sống quá khứ chưa từng bị điên đảo, lại nhìn về tương lai, họ có rất nhiều thành tựu to lớn, họ gặp được pháp duyên rất tốt. Chúng sanh ở địa ngục nhìn thấy cũng sanh tâm hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì tiêu nghiệp chướng ở chỗ đọa địa ngục. Bồ Tát cho rằng đó là việc tốt, nghiệp chướng của họ sẽ tiêu trừ ở đó. Sau khi tiêu trừ nghiệp chướng, nhân duyên thuần thục thì có thể tiếp nhận được Phật Pháp. Họ nhận được Pháp rộng lớn, tột cùng của Như Lai. Phàm phu chúng sanh không có thiên nhãn, không có tuệ nhãn, nhìn không thấy được quá khứ, tương lai. Vì thế chư Phật Bồ Tát trong tất cả các cảnh duyên đều có thể sanh tâm hoan hỷ mà chúng ta muốn sanh cũng sanh không được. Đạo lý chính là ở chỗ này. Làm thế nào mới có thể tiếp cận được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát? Chỉ có một phương pháp duy nhất là phải tu hành. Tu hành nhất định phải hiểu rõ và phải thực hành. Hiểu, thực hành đi đôi với nhau. Đại sư Thanh Lương có chú giải ở đề Kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Ngài nói với chúng ta, Ngài dạy rất hay. Có hiểu nghĩa mà không thực hành. Khi Ngài nghiên cứu giáo lý, hàng ngày nghiên cứu kinh điển, giảng kinh được chư thiên rải hoa xuống, chính là tăng thêm cái nhìn sai lệch. Ngoài ra còn có một thứ nữa là thực hành mà không hiểu. Hằng ngày ngồi thiền, lúc nào cũng ở Phật đường niệm Phật, không nghe kinh, cũng chẳng đọc tụng. Đại sư Thanh Lương nói điều này làm tăng thêm sự mê mờ. Lời dạy của Ngài có đạo lý. Phương pháp tu hành đúng đắn là phải thực hành điều quan trọng, học tập định tuệ. Điều này mới đúng. Hy vọng mỗi người chúng ta đều giống như Bồ Tát, cùng sống trong sự vui vẻ.
giống như Bồ Tát Di Lặc, từ sáng đến tối đều vui vẻ. Đó là tượng trưng cho vị Bồ Tát kết thứ năm. Ý nghĩa này không cần phải nói lại, ý nghĩa quá rõ ràng. Tâm hoan hỷ của Ngài, tâm từ bi của Ngài, lòng yêu thương của Ngài, mỗi người đều thấu hiểu được. Đó là ý nghĩa của chữ kết. Vị tôn kính thứ sáu là Thiên Vương Khả Ái Lạc Chánh Niệm. Trong đức hiệu này nhấn mạnh chánh niệm. Chỉ có chánh niệm mới có khả ái lạc. Chính là đáng yêu, vui vẻ. Chỉ có chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Chánh niệm là vô niệm. Ý nghĩa này thật khó hiểu. Vô niệm chính là không có bất cứ niệm nào, không phải sao? Không có tà niệm cho nên mới gọi là chánh niệm. Vô niệm đến chánh niệm cũng không có. Cái này chẳng phải thảm rồi sao? Quý vị cần hiểu được vô niệm mà Phật giáo giảng là không có tà niệm, chẳng phải là không có chánh niệm. Ý này thật khó hiểu. Chánh niệm chính xác là không có niệm nào. Tuy không có niệm, chân tướng của vũ trụ nhân sinh đã quá rõ ràng. Câu nói này của chúng ta nghe đến khó hiểu, thấu hiểu chưa rõ ý nghĩa. Chúng ta nêu lên một ví dụ để nói. Chúng ta mở mắt ra xem giảng đường này, nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc đó chúng ta chưa có sự phân biệt, lại chưa khởi tâm động niệm. Lúc này gọi là chánh niệm. Nhìn thấy cảnh giới này, không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, chẳng phải là không nhìn thấy. Đó gọi là chánh niệm. Mới khởi tâm động niệm. Vị này tên là Trương Tam, vị kia tên là Lý Tứ. Đây là người xuất gia, kia là người tại gia. Vậy là xong. Đó chính là tà niệm. Tại sao gọi đó là tà niệm? Tất cả những cái có được như tên gọi, hình tướng đều là giả. Điều này không chỉ Đức Phật biết mà cổ nhân cũng biết. Câu nói đầu tiên của Lão Tử chính là: danh là danh, chẳng phải danh. Đạo là đạo, chẳng phải đạo. Điều này nói lên danh là giả danh, tướng là giả tướng. Trong giả danh giả tướng khởi lên sự phân biệt chấp trước, gọi là tà niệm. Cái này không phải chánh niệm. Mắt nhìn thấy rõ ràng, tai nghe rất rõ ràng, mũi ngửi rất rõ, lưỡi nếm vị rất rõ, thân thể tiếp xúc cũng đều biết, sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh giới bên ngoài quá rõ ràng.
chính xác là không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, cái này mới gọi là chánh niệm, khả ái lạc. Ai có chánh niệm? Chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát có chánh niệm. Vì thế trong tất cả các cảnh giới thường sanh tâm hỷ lạc. Từ đó có thể biết, lìa bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm từ bi rộng lớn liền khởi lên. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tâm từ bi rộng lớn, lòng yêu thương bao la không thể sanh khởi được. Cửa miệng lúc nào cũng nói như vậy. Hiểu danh vô thực, điều này cần phải có dụng công, cần thấy đúng đắn để phá trừ. Buông bỏ thật sự, sau đó quý vị sẽ đạt được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát chánh niệm hiện tại. Từ trong chánh niệm biến hiện ra phân biệt chấp trước, đó gọi là quyền trí. Để làm gì? Dùng để hóa độ chúng sanh, nhất định không dùng riêng cho bản thân. Phàm phu chúng ta đối với cảnh giới của chư Phật thật khó mà thấu hiểu hết được điểm này. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế giới của chúng ta là hình tướng phàm phu giống chúng ta, cũng có phân biệt chấp trước, giáo hóa chúng sanh. Tùy loại mà hiện thân, tùy theo căn cơ để thuyết pháp, trong tâm thật sự không có phân biệt chấp trước, hoàn toàn không khởi tâm động niệm, bên trong không giống chúng ta, bên ngoài thì y hệt chúng ta vậy. Đó gọi là đại từ đại bi ở thế giới hiện tại của chúng ta. Đến phần sau cùng của kinh văn, 53 câu hỏi của thiện tài đồng tử, quý vị sẽ thấy được chư Phật Như Lai thị hiện hình tướng ở thế gian, nam nữ già trẻ, mỗi người một hạnh nguyện. Điều đó nói rõ, cho dù là thân phận như thế nào, không kể là hạnh nguyện ra sao, không nói đến công việc thế nào, đều là chư Phật Như Lai thị hiện ở thế gian. Thị hiện khắp nơi cho chúng sanh thấy, chỉ dạy mọi người làm sao để học Phật, thế nào là tâm sáng suốt thấy được tánh, làm thế nào để được vãng sanh thành Phật. Có thân giáo làm hình tướng cho quý vị xem, có ngôn giáo là đem lời dạy tường tận tỉ mỉ cho quý vị hiểu được. Phương pháp thì có rất nhiều, không giới hạn một hình thức nào. Đó là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Quý vị sẽ học được ngay ở bản thân mình, chính là trong cuộc sống của chính quý vị, ngay trong hạnh nguyện của bản thân, hiển bày lòng từ bi rộng lớn, nêu cao tình thương bao la chân thật. Chuyển phàm thành thánh trong một niệm, tạo nên chánh niệm cho mình. Lời này tuy là nói như vậy, chúng ta cũng chỉ là phàm phu,
Tôi thì cảm thấy đã đem hai chữ chánh niệm này giảng quá rõ ràng rồi, nhưng nhìn biểu cảm của các vị đồng tu thấy còn chưa hiểu lắm. Chúng ta lại rơi vào thực tại. Nói rõ hơn một tí nữa, thế nào gọi là chánh niệm? Trong tâm quý vị luôn có A Di Đà Phật, niệm này là chánh niệm. Ngoại trừ niệm này ra đều không phải là chánh niệm. Vậy tôi niệm Bồ Tát Quan Âm có phải là chánh niệm không? Không tính là chánh niệm. Vì sao vậy? Vì quý vị đang niệm A Di Đà Phật mà niệm đến Bồ Tát Quan Âm thì đã mở ra một lối đi khác rồi. Cốt lõi của sự thành công trong tu tập là ở chỗ chuyên nhất. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Chuyên là một hướng, một phương hướng, một mục tiêu phải chuyên. Tôi chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, không niệm Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm có trách tôi không? Tôi có đắc tội với Bồ Tát Quan Âm không? Từ vọng tưởng này, quý vị gọi nó là phân biệt chấp trước thì không đúng với ý của Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm nhìn thấy tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật thì vui mừng còn không kịp. Làm sao mà đắc tội được chứ? Những điều này là cái chấp quá rõ của chúng sanh. Chúng sanh chấp quá nặng. Lúc trước niệm Bồ Tát Quan Âm, bây giờ đổi lại niệm A Di Đà Phật, sau cùng cảm thấy có lỗi với Bồ Tát Quan Âm. Chuyện thường tình của con người, chứ không phải là trí tuệ. Chẳng phải lý trí, chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Nếu niệm Bồ Tát Quan Âm mười mấy năm, tức là quý vị luôn niệm Bồ Tát Quan Âm cầu sanh tịnh độ, được chứ? Bồ Tát Quan Âm là nguồn gốc của sự tôn kính. Một lòng chuyên niệm Bồ Tát Quan Âm cầu sanh về thế giới cực lạc, nhất định sẽ sanh về. Bồ Tát Quan Âm chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Không giống cũng chẳng khác. Như thế thì quá tốt. Đó gọi là chánh niệm hiện tiền. Đổi câu nói khác cũng chính là lời người xưa đã giảng, không hoài nghi, không nhầm lẫn, không gián đoạn. Niệm này chính là chánh niệm. Đây là niệm đáng kính. Ai nói đáng kính? Chư Phật Như Lai đã nói. Niệm đáng kính này chắc chắn sẽ thành tựu. Vị tôn kính thứ bảy là Thiên Vương Tu Di Thắng Âm. Tu Di ở đây nêu ra hai ý nghĩa. Thứ nhất là cao lớn, là thế giới núi Tu Di cao nhất, lớn nhất. Ý nghĩa thứ hai, núi Tu Di là nơi hình thành bốn sự quý báu. Sự quý báu này biểu thị cho tâm tánh, chân tâm bản tánh của mình. Đó là bảo vật chân tánh. Tâm tánh rộng lớn này bày tỏ cho ý nghĩa đó. Hai chữ quan trọng nhất trong danh hiệu này là Thắng Âm. Quan trọng nhất
Thắng là thù thắng, âm là âm thanh. Lại thêm tu vi vào nữa thì chính là âm thanh không thể nào so sánh được. Pháp âm lan tỏa cùng khắp chính là ý nghĩa này. Âm thanh rốt ráo là âm thanh gì? Là âm thanh Phật Pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói có thế giới đó. Trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta, quý vị muốn nghe pháp môn nào, muốn nghe vị Phật nào thuyết giảng pháp môn nào thì quý vị liền được nghe. Muốn thấy Đức Phật đó, liền được gặp hình tượng của Đức Phật ở trước mặt quý vị thuyết pháp cho quý vị nghe. Cũng giống như chúng ta bây giờ xem tivi vậy, muốn xem tiết mục nào thì tìm đúng kênh đó. Hình tướng âm thanh chính là hiện tiền của thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là như vậy. Muốn nghe Đức Phật nào thuyết pháp, muốn nghe vị Bồ Tát nào thuyết pháp, hình tượng Bồ Tát liền hiện ra. Một mình Ngài dạy quý vị sự thù thắng của thế giới Cực Lạc Tây Phương không có gì so sánh được. Chư Phật Bồ Tát có thể hóa hiện ra vô lượng vô số thân hình, đồng thời có thể hóa hiện vô biên vô số thân các vị Bồ Tát. Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà đã nói rất rõ ràng, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ là thánh phàm cùng ở một chỗ, bậc hạ phẩm được vãng sanh cũng bất thối chuyển. Bồ Tát gọi là thù thắng vô lượng. Quý vị phải thông suốt đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật đó, sau đó chúng ta hiểu sâu hơn pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đến chỗ nào học? Đến thế giới Cực Lạc học ư? Không cần đến đó để học. Đến đó học lãng phí rất nhiều thời gian, phân tâm. Tâm của quý vị không thể tập trung thì đối với sự vãng sanh cũng không thể dựa vào. Sự mất mát này là quá lớn. Vì vậy bốn đại thệ nguyện chúng ta cần phải phát tâm, nhưng mà chúng ta phải hoàn thành hai lời thệ nguyện ở phía trước. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện này nhất định phải phát. Phiền não vô số thệ nguyện đoạn, nhất định phải siêng năng đoạn ác tu thiện. Đến hai lời phát nguyện phía sau, học pháp môn thành Phật đạo, đều hoàn thành được đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc như thế chúng ta thật sự có thể làm đến nhất tâm, thì nhất định đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, học pháp môn vô cùng nhanh chóng. Vì sao vậy? Vì bạn đã tương hợp với cảnh giới của chư Phật. Vì vậy, học kinh điển, nghe đến một câu thì hoàn toàn thấu hiểu.
đâu cần phải từng câu từng chữ nói rõ ra như thế, đâu cần phiền phức như vậy. Pháp môn nhiều vô số kể, trong thời gian rất ngắn quý vị liền học xong hết. Quý vị đã học xong rồi, ở thế gian này quý vị rất chăm chỉ, đã rất cố gắng học, dù 200 năm cũng không thể sánh được một ngày ở thế giới Tây Phương Cực Lạc học được. Vậy thì chúng ta đâu cần ở đây lãng phí nhiều thời gian và sức lực như thế. Đạo lý này nhất định phải hiểu được, cần được hiểu rõ ràng. Trừ ra một vài phát nguyện tâm từ bi rộng lớn, vì muốn hoằng dương giáo pháp Đại Thừa, đó là hy sinh bản thân. Phẩm vị của hy sinh bản thân, học nhiều ở một vài kinh điển, giúp đỡ một số chúng sanh. Đó là việc cần làm. Nếu cảm thấy đầu tiên bản thân mình phải thành tựu, sau đó mới giúp đỡ người khác, nghĩa là trước đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi gặp được Đức Phật A Di Đà, rồi sẽ dùng thuyền từ trở lại độ khắp chúng sanh cũng được. Vậy hiện tại quý vị cần học cái gì? Chúng ta vừa giảng học pháp môn của Ngài Địa Tạng, học pháp môn Di Đà là đủ rồi, nhưng cái khác không cần học. Đã thành công, pháp môn Địa Tạng có cần học tập toàn bộ kinh điển hay không? Không cần. Chỉ cần nắm bắt được tinh thần cốt yếu của kinh là đủ. Hiếu thân tôn sư, đoạn ác tu thiện, học tám chữ này trong kinh Địa Tạng là đủ rồi. Quý vị cần phải hiểu được đạo lý hiếu thảo cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Vậy quý vị cần tỉ mỉ nghiên cứu về bộ kinh này, cần hiểu rõ phương pháp đoạn ác tu thiện, công đức của việc bỏ ác làm thiện vô cùng lợi ích, cho nên cần cố gắng học trong kinh Địa Tạng. Do đó bộ kinh này chính là ở tám chữ này. Không bằng đem bộ kinh này làm cho rõ ràng, tám chữ đó bạn không hiểu cũng không lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của nó. Trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta phải hiểu rõ ràng tường tận ý nghĩa sâu xa của kinh. Trong kinh điển, ý nghĩa của từng câu từng chữ, sự hướng thượng, nếu không được giải thích rõ ràng thì quý vị không thể hiểu nó. Thực sự hiểu tường tận để nắm bắt được tám chữ này, chắc chắn sẽ dễ dàng thực hành tốt. Giáo lý Phật pháp sâu rộng, pháp lớn vẹn tròn, đơn giản dễ hiểu. Chính là phải siêng năng thực hành. Chúng ta phát tâm xuất gia, không kể quý vị dùng sự tin tưởng rõ ràng để phát tâm xuất gia,
hay liều lĩnh xông vào chùa cũng được. Sau khi đã va chạm, được hiểu rõ hơn rồi nhanh chóng phát tâm cũng được. Nếu không phát tâm thì chính là có tội. Điều này cần phải biết. Đã là người xuất gia, người xuất gia có hai việc cần phải làm. Một là giảng kinh thuyết pháp, điều thứ hai là hướng dẫn mọi người tu tập. Nếu không làm được hai việc này thì quý vị là người có tội. Tại sao vậy? Quý vị nhận sự cúng dường của mười phương, quý vị có rất nhiều phước. Người đời làm việc vất vả mới có thể sống qua được một ngày. Quý vị cái gì cũng không làm mà hưởng thành quả lao động của người khác, tiếp nhận thành quả của mọi người, đã có quá nhiều phước báo. Lời của người xưa giảng chẳng sai: một bát cơm của thí chủ lớn như núi Tu Di. Đời này không hiểu đạo thì sẽ mang lông đội sừng để trả. Vì thế bát cơm của người xuất gia thật khó nuốt. Thật chứ chẳng phải giả, không thể nói đùa. Quý vị muốn học Phật, muốn thành Phật, không nhất định phải xuất gia, ở nhà cũng có thể làm Bồ Tát, có thể thành Phật. Tại sao phải xuất gia? Xuất gia có sứ mạng của người xuất gia, có bổn phận của người xuất gia, có trách nhiệm của người xuất gia, chính là phải hoằng pháp lợi sanh, phải làm cho Phật Pháp được hưng thịnh. Giống như Đại sư Huyền Trang khi phát tâm xuất gia đã nói, lúc đó phát tâm xuất gia cần phải thi. Quan coi thi hỏi Ngài: tại sao ông muốn xuất gia? Ngài trả lời hai câu: viễn thiệu Như Lai, cận quang đại pháp. Quan chấm thi liền cho Ngài thông qua cuộc thi. Sự phát tâm này thật chính xác. Viễn thiệu Như Lai, thiệu chính là tiếp nối, nói cách khác là nối tiếp huệ mạng của Đức Phật. Nói xa hơn là chúng ta phải nối tiếp mạng mạch giáo pháp Đức Phật để lại. Cận là hiện tiền, làm cho Phật Pháp được hưng thịnh, chính là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng nguyện này chính là tiêu chuẩn của người xuất gia. Ngài không vì mình, vì tất cả chúng sanh. Đại sư Huyền Trang thật sự đã đem cả đời mình làm được hai câu nói đó. Ngài đến Ấn Độ cầu học, đem một số lượng lớn kinh điển tiếng Phạn mang về Trung Quốc. Từ việc làm này cho đến công tác phiên dịch kinh điển, Ngài làm được hai câu nói này đã hoàn toàn xong. Không phải chỉ nói suông là được, mà thật sự làm được. Vì thế hôm nay đạo tràng của chúng ta, các vị xuất gia cần làm được hai việc. Việc thứ nhất là phải học tập và giảng dạy kinh điển, nghiên cứu giáo lý. Ngoài ra còn có một việc nữa, là mở ra pháp hội để cho mọi người cùng tu cùng niệm Phật. Những việc này đều đúng như pháp, cũng là phù hợp với hoằng nguyện mà Đại sư Huyền Trang đã phát khởi. Hành trì như vậy thì chư Phật khen ngợi, trời rồng ủng hộ. Tu Di Thắng Âm là âm thanh thuyết pháp như âm thanh của núi Tu Di. Một câu A Di Đà Phật là âm thanh thù thắng.
đủ để hóa giải được tội lỗi của xã hội. Ngoài ra, tất cả những tâm niệm tà ác, tất cả những ý niệm ban đầu của chúng sanh, niệm A Di Đà Phật, đó là niệm đầu tốt nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã thấy qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niệm A Di Đà Phật. Lúc đó Ngài A Nan và đại chúng nhìn thấy dung mạo, ánh sáng và phong thái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật hiếm có, không ai có thể sánh được. Từ đó về sau không còn thấy nữa. Niệm Phật, tâm phải đồng với tâm của chư Phật, dung mạo thay đổi, thể chất thay đổi, hoàn cảnh cũng sống thay đổi. Hoàn cảnh chính là phong thủy mà người đời thường nói. Muốn thay đổi phong thủy thì phải cần người chuyên xem phong thủy. Chúng ta sẽ thay đổi chính mình. Đất phước thì người phước ở, người có phước sẽ được ở chỗ phước báo. Phong thủy chỗ này vốn không tốt, người có phước đến ở chỗ đó, phong thủy tự nhiên sẽ thay đổi thành tốt. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhược năng chuyển cảnh tắc đồng Như Lai, nghĩa là chúng ta phải có năng lực chuyển đổi cảnh giới, không nên bị cảnh giới làm thay đổi mình. Người bị cảnh chi phối rất đáng thương và rất khổ não. Chúng ta cần có lòng tin, phải có trí tuệ, phải dùng phương pháp tiện khéo léo mới mong thay đổi được cảnh bên ngoài. Chuyển đổi nghiệp lực của bản thân thành nguyện lực, chuyển đổi tâm phàm phu thành tâm Phật. Phải từ nơi ấy mà chuyển đổi. Đức Phật Bồ Tát đã chuyển xong rồi, chúng ta học theo đó thì cũng sẽ chuyển đổi được như thế. Quý vị phải thật sự hiểu được đạo lý và phải rõ ràng ý nghĩa này mới có thể thay đổi được. Sau khi chuyển xong rồi sẽ thấy vô cùng tự tại và hoàn toàn vui vẻ, cùng ở một chỗ với chư vị Bồ Tát. Pháp nói ra giống hệt với Bồ Tát nói. Vì thế đạt được âm thanh tối thắng cao nhất chính là niệm Phật. Một câu A Di Đà Phật là âm thanh tối thắng vang dội khắp nơi. Vị thiên vương thứ 8 là thành tựu niệm. Ba chữ của danh hiệu này đều rất quan trọng. Thế nào gọi là niệm? Quý vị nhìn kỹ chữ niệm này đi. Chữ này, khi người xưa tạo chữ có 6 nguyên tắc. Người xưa gọi là lục thư. Lục thư chính là 6 nguyên tắc tạo chữ, không phải tùy tiện tạo lung tung. Trong 6 nguyên tắc, chữ này thuộc về hội ý. Nhìn chữ này, quý vị sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Phía trên của chữ này là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Tại sao gọi là niệm? Tâm hiện tại là niệm. Tâm hôm nay là niệm. Vậy tâm hiện tại của quý vị là gì? Bây giờ nếu muốn hiểu rõ ràng tâm niệm này, trong kinh Phật có câu đầu tiên để hình dung đến nó, gọi là tịch tịch tinh tinh.
Tịch tịch là gì? Là một niệm không sanh. Tinh tinh là sao? Là rõ ràng thông suốt. Đó là chân tâm. Niệm là chân tâm, cũng chính là chánh niệm đã giảng ở trước. Chân tâm chính là chân như, là tự tánh, cũng chính là bản tánh. Niệm Phật, niệm này chính là Phật. Chân tâm chính là Phật, Phật chính là chân tâm. Không dám trở lại niệm A-di-đà Phật là hỏng rồi. Tại sao phải bảo quý vị niệm A-di-đà Phật? Vì chưa có chân tâm. A-di-đà Phật phải dùng chân tâm để niệm. Cho nên niệm A-di-đà Phật chính là phương pháp. Mục đích là phải đem chân tâm mà niệm. Chân tâm chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hoa chính là vô lượng giác. Tịch tịch tinh tinh chính là vô lượng giác. Trước vô lượng giác không thể thêm vô lượng giác nữa. Nếu thêm vào vô lượng giác thì trở thành vô minh. Tôn giả Phú Lầu Na trong Hội Hoa Nghiêm hướng đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thỉnh Ngài chỉ dạy vô minh từ đâu mà có. Tại sao lại có vô minh? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy bốn chữ vô cùng hay và ý nghĩa: tri kiến lập tri là nguồn gốc của vô minh. Thế nào gọi là tri kiến? Tịch tịch tinh tinh là tri kiến. Trước chữ tri kiến thêm chữ tri kiến nữa. Tôi biết tôi thanh tịnh vắng lặng, thế là xong. Quý vị bị vô minh, khởi lên vô minh rồi. Trên đầu đặt thêm đầu nữa là sai lầm. Vì thế các vị cần phải hiểu được, chúng ta niệm A-di-đà Phật, niệm cho đến khi câu A-di-đà Phật không còn nữa, quý vị sẽ thấy tánh. Chánh niệm chính là hiện tại. Hôm nay chúng ta dùng phương pháp, dùng niệm này để phá diệt niệm khác. Nếu như không niệm Phật thì vọng niệm che phủ, không được rồi. Vậy niệm này là niệm trong luân hồi lục đạo. Vì thế dùng niệm này bỏ niệm luân hồi lục đạo. Niệm đó tuy không cần phải gấp mang theo nghiệp vãng sanh, mang theo danh hiệu để vãng sanh. Câu danh hiệu đó là nghiệp. Sẽ đến chỗ nào vậy? Phàm thánh đồng cư độ, phương tiện thì có rất nhiều. Chỗ thật báo đi không được. Tại sao vậy? Thật báo độ một câu A Di Đà Phật cũng không có. Như vậy mới có thể đến chỗ thật báo. Có câu A Di Đà Phật cũng không được. Kinh Kim Cang đã giảng pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Pháp A Di Đà Phật là pháp, cũng phải xả bỏ. Quý vị muốn vãng sanh thật báo độ, bây giờ chúng ta chưa xả bỏ được, sau khi xả bỏ rồi đọa vào ba đường. Điều này cần phải biết. Khi nào xả được? Khi đã phá vô minh, chứng một phần pháp thân. Thời khắc này là xả. Người đó vào thật báo. Chúng ta lại hỏi người nhập vào thật báo trở lại niệm hay do niệm A Di Đà Phật phải niệm. Tại sao lại kêu người đó xả bỏ? Người đó xả bỏ được không? Niệm này là bình thường. Chúng ta hay giảng niệm nhi vô niệm, vô niệm nhi niệm. Niệm này của họ là niệm cho chúng ta nghe. Khuyên người khác niệm Phật mà tự mình không niệm, làm sao khuyên người khác niệm được? Vậy mọi người làm sao tin tưởng quý vị đây? Niệm họ là để khuyên người niệm. Bản thân có niệm hay không? Không có. Bản thân thành tựu chân chánh về niệm. Ý nghĩa này là như thế.
đã thành tựu như thế rồi. Vì thế ngày nay chúng ta niệm Phật, từ có niệm, niệm đến vô niệm, vô niệm trở lại niệm. Chẳng phải vô niệm là không niệm, vô niệm cũng là niệm. Vô niệm là gì? Tâm phân biệt không niệm A-di-đà Phật, tâm chấp trước không niệm A-di-đà Phật, tâm vọng tưởng không niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cũng phải lo niệm, niệm từ sáng đến tối. Từ xưa đến nay chưa từng niệm Phật. Do vậy trên hình tướng để nhìn, quý vị nhìn không thấy. Ngài cùng với những người sơ học như chúng ta không có khác biệt, bên trong thì hoàn toàn không giống nhau. Người phàm niệm A-di-đà Phật có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Pháp thân Đại Sĩ Bồ Tát, chư Phật Như Lai niệm A-di-đà Phật không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ngài cũng phải niệm, chẳng phải không niệm. Ngày nay chúng ta niệm và không niệm là hai pháp. Ngài đối với niệm và không niệm là một pháp, chẳng phải hai pháp. Đó là chỗ không giống với chúng ta. Do vậy, ý nghĩa của chữ niệm này phải hiểu rõ, phải tường tận, một chút cũng không thể lầm lẫn. Vị tôn kính thứ 9 là Thiên Vương Khả Ái Lạc Tịnh Hoa Quang. Ý nghĩa đức hiệu này rất sâu rộng. Trong 10 vị Bồ Tát Khả Ái Lạc, chúng ta nhìn thấy rất nhiều chữ giống nhau, tượng trưng hoan hỷ. Bồ Tát lúc đầu phá vô minh, lần đầu chứng pháp thân, vui mừng vô cùng. Tăng thêm chữ đó giống Tịnh Hoa Quang. Hoa là tượng trưng cho Phật Pháp, trong kinh là tiêu biểu cho tất cả pháp, không chỉ là nhất thừa, mà bao gồm cả pháp thế gian. Đó mới là kỳ diệu. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều ở chữ khả. Trong một chữ bao gồm tất cả là pháp chưa từng lạc mất. Tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh giảng nói là tâm trong sạch, một hạt bụi cũng không nhiễm vào tâm. Giống như chủ trước đã giảng, vọng tưởng phân biệt chấp trước từng chút một phải dứt hết. Đó mới gọi là tịnh. Tịnh hòa có ý nghĩa gì? Không thể tùy theo một pháp nào. Các vị cần nghe lời tôi nói, tùy thuận là thuận theo Phật Pháp, thuận theo thế gian Pháp. Tùy thuận là pháp thanh tịnh, thuận theo pháp ô nhiễm. Tùy thuận thiện pháp, tùy thuận ác pháp. Trong tâm dù có một niệm cũng không sanh khởi, không sanh khởi phân biệt chấp trước. Đó gọi là tịnh. Vào được cảnh giới này, đạo Phật giảng một pháp cũng là Phật Pháp. Mỗi pháp đều là Phật Pháp.
phải hiểu rõ được mỗi pháp là Phật pháp. Nếu không hiểu được thì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là Phật pháp. Từ đó có thể biết Phật pháp và thế gian pháp từ chỗ nào mà phân biệt. Trong mỗi niệm mê, niệm giác, tất cả pháp đều là Phật pháp. Phật pháp cũng là pháp của thế gian. Trong một niệm mê mờ hay giác ngộ, chúng ta cần hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Tất cả pháp đó đều là Phật pháp. Ở dưới là chữ quang. Quang là trí tuệ, đầy đủ ánh sáng trí tuệ. Chúng ta nêu ra ví dụ để nói, tham sân si đều đặt nơi ánh sáng trí tuệ. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở nơi ánh sáng sắc vàng. Tương xứng với cảnh giới này, xem tất cả chúng sanh mười phương trong trời đất, gồm cả địa ngục, đều thành Phật đạo, quý vị sẽ thành Phật. Mọi người không cần phá bỏ vọng tưởng trong vạn kiếp, mỗi ngày luôn nghĩ đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều phóng ánh sáng. Quý vị nghĩ thế nào? Ánh sáng phóng cũng không ra. Hiểu được có một sự việc như thế, một lòng nghĩ đến A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, niệm một thời gian sẽ có thành tựu. Thế nào là công phu? Là nhất tâm bất loạn. Cảnh giới sẽ hiện ra, quý vị sẽ nhìn thấy được một niệm không loạn phá trừ vô minh. Phẩm vị của vô minh là thấy một phần pháp thân. Tôi nói cho quý vị biết cảnh giới này sẽ hiện ra. Nếu chưa tương hợp vào cảnh giới đó, nói thật niệm Phật cũng là tịnh hoa quang. Vị Bồ Tát thứ 10 là Thiên Vương Trí Nhật Nhãn. Trí là trí tuệ, nhật là tượng trưng cho ánh sáng. Phía trước đã từng đọc qua rồi, nhãn tiêu biểu cho trí căn bản. Ở trên có nói đến trí nhật. Nhãn này chính là quả vị của ngũ nhãn viên minh. Đó là cảnh giới cao nhất của quả vị Như Lai. Quả vị Bồ Tát Sơ Địa sẽ hiện ra. Chỉ có mắt đại trí căn bản mới có thể nhìn rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Pháp giới rỗng không, quá khứ tương lai quý vị đều thấy rõ. Vậy nếu quý vị tự mình giáo hóa người đó, chính là có thể tránh được tất cả tội lỗi.
chúng sanh ở thế gian, người nào cũng nghĩ đến việc thiện, người nào chẳng muốn được phước. Lý niệm này chính là nói con người giống với tâm này, tâm này cũng giống con người. Tại sao họ làm ác? Họ đối với cảnh giới của thiện ác không rõ ràng. Làm ác cứ tưởng là thiện. Không ai chỉ dạy, họ không thấy rõ. Họ không phải cố ý làm. Ý nghĩa này thật thâm sâu. Nhất định phải có người dạy bảo. Ai đến dạy? Chư Phật Bồ Tát đến dạy. Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới thấu hiểu được chân tướng của sự thật. Cho nên Bồ Tát dùng lòng từ bi rộng lớn, lòng yêu thương vô bờ, hiện thân hóa độ chúng sanh ở thế gian vô điều kiện. Chúng ta học Phật nhất định phải biết mục đích học Phật là học trí tuệ, mở rộng trí tuệ, chứ không phải vì cầu được danh tướng lợi dưỡng tuyệt đối của thế gian, không phải vì hưởng thụ năm sự ham muốn sáu cảnh, không phải. Tại sao phải học Phật? Vì để trí tuệ rộng mở, để tường tận được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là môi trường cuộc sống của bản thân chúng ta, nhân sinh là người. Thầy câu nói khác, mục đích học Phật của tôi là để thấu hiểu bản thân mình và chân tướng hoàn cảnh môi trường sống. Vì muốn được học Phật, không vì cái khác. Mục tiêu này thật chính xác, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích, công đức lợi ích lớn nhất trong Phật Pháp. Vị Bồ Tát sau cùng là vị thứ 11, Thiên Vương Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ. Trong đức hiệu này, năng giác ngộ rất quan trọng. Đặc biệt là chữ năng. Ý nghĩa của chữ này rất sâu rộng. Chúng ta rất muốn giác ngộ, nhưng không thể được. Tại sao không được? Đức hiệu thứ 10 ở trên đã nói chúng ta không làm được, vì thế chưa giác ngộ. Nếu 10 câu danh hiệu trước tượng trưng cho ý nghĩa của Phật Pháp, nếu hiểu được, chúng ta có thể đem nó thực hành, thì có thể giác ngộ. Danh hiệu tượng trưng cho Pháp dùng Thích Ca Nhân Đà La đặt đầu tiên, đem Ngài Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ đặt ở sau cùng. Ý nghĩa này thật sâu rộng vô cùng. Quý vị nên tỉ mỉ để nhận biết. Sau đó sẽ hiểu được thế nào là tu hành.
Tu là gì? Hành là gì? Bản thân tự hiểu rõ. Hôm nay chúng ta thật sự không đủ sức để giảng về công phu. Nguyên nhân nào khiến không đủ sức? Chúng ta thường nói, mỗi ngày cứ chạy theo phiền não, không tuân theo lời dạy của Đức Phật. Lời Đức Phật dạy chúng ta không nghe, không làm, cứ làm theo thói quen xấu của mình. Vậy làm sao được? Thích Ca Nhân Đà La lại còn có một danh hiệu nữa là Thích Đề Hoàng Nhân. Tiếng Phạn dịch ra ý nghĩa không giống nhau. Chư thiên trời đau lợi, Ngài ở đó tượng trưng cho năm giới, mười điều thiện. Dễ phạm nhất là tạo khẩu nghiệp. Dễ phạm trong cuộc sống hàng ngày, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian giống nhau, có sự phân biệt chấp trước. Trong tâm có sự phân biệt chấp trước, miệng tự nhiên sẽ tạo khẩu nghiệp. Nếu tâm quý vị thanh tịnh thì làm sao có thể nghiệp? Không thể nào. Tâm không thanh tịnh thì biểu hiện ra bên ngoài tạo khẩu nghiệp. Vì thế công phu tu hành chưa đủ sức mạnh. Ở niệm Phật đường, niệm Phật một thời gian quá tuyệt, không sai. Vì sao vậy? Vì ngăn chặn lời nói. Quý vị niệm 7 ngày thì 7 ngày không nói chuyện, 7 ngày không tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp không tạo, sự phân biệt chấp trước trong tâm chưa trừ được. Do đó rời khỏi niệm Phật đường, qua vài ngày sau thì trở nên già cỗi rồi chết đi. Vì thế người xưa giảng dạy, tu hành biết chân chánh tu từ căn bản. Vì căn bản là điều đầu tiên, là khởi tâm động niệm. Người biết tu hành chân chánh ở chỗ khởi tâm động niệm, dùng công phu cắt đứt tất cả mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là dụng công. Sự tu học chân chánh của Bồ Tát Đại Thừa, nhờ đó mà Ngài đã giác ngộ. Còn chúng ta không thể giác ngộ. Nguyên nhân không giác ngộ ở đâu? Quý vị cần tìm ra nó, đem diệt trừ nguyên nhân này, bản thân quý vị cũng giác ngộ được. Đức Phật dạy chúng ta lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tại sao vậy? Cần phải hiểu đạo lý này. Đức Phật dạy không phải quý vị không hiểu. Nếu hiểu, vậy tại sao không làm được? Đương nhiên quý vị biết được điều này. Không biết cái dĩ nhiên kia. Tuy quý vị hiểu câu nói này, nhưng ý nghĩa sâu xa của câu nói này thì quý vị chưa thật sự hiểu.
Do đó không thể nương theo lời dạy để vâng làm. Trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng, rất tường tận: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi cũng giống như giấc mộng, như bóng của người. Quý vị cần phải chân chánh tìm hiểu, chân chánh hiểu rõ mình đang ở trong tất cả cảnh giới, trong 10 pháp giới, không khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Đức Phật Bồ Tát tại sao có thể? Các ngài biết rõ chân tướng của sự thật. Tướng có, tánh không, sự có, lý không. Tôi đã giảng cho mọi người 60 quyển Bát Nhã là đã đem nó quay về trong 6 chữ. Vô sở hữu, bất khả đắc, không sở hữu các pháp. Các pháp là pháp thế gian và xuất thế gian, đều không sở hữu. Tất cả pháp không có được. Đó là 600 quyển Bát Nhã Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp trong 22 năm đầu đều tóm lại trong 6 chữ này. Quý vị cái gì cũng phân biệt chấp trước vào nó. Đem hai câu nói đó làm cho tường tận, hiểu được rõ ràng. Thấu hiểu được nó thì 600 quyển Bát Nhã cũng sẽ hiểu được. Trí huệ được khai mở, tâm sẽ được định và bình đẳng trong tất cả cảnh duyên, trong pháp thế gian và xuất thế gian sẽ không thể khởi tâm động niệm. Không hiểu được chân tướng của sự thật. Do vậy mà cuộc sống của quý vị luôn chạy theo phiền não, không thể giác ngộ, không được tự tại. Nếu đã giác ngộ, quý vị sẽ luôn sống trong tự tại, quang minh vô tận. Quang minh chính là pháp thân, là ánh sáng chiếu khắp. Quang minh là ánh sáng trí tuệ tròn đầy. Quý vị sẽ được tự tại vô cùng, trong cuộc sống đạt được trí tuệ tròn đầy. Tại sao vậy? Có thể giác ngộ. Quý vị không muốn giác ngộ, cuộc sống của quý vị sẽ không tự tại, luôn sống trong phiền não, lo lắng, khổ nạn. Trong một niệm khi thì phàm, lúc là thánh, niệm này chuyển đổi qua lại, vừa khỏi phàm phu để nhập vào cảnh bậc thánh. Chư Phật Bồ Tát có thể chuyển đổi được, tại sao chúng ta lại không thể? Suy nghĩ kỹ càng sẽ giúp quý vị giác ngộ. Cuối cùng xin kết thúc một câu này: như thị đẳng nhi vi thượng thủ, kỳ số vô lượng. Câu này không cần giảng nhiều.
và câu ca ngợi về đức hạnh giai cần phát khởi nhất thiết thế gian quảng đại chi nghiệp. Phát khởi, việc làm đầu tiên cần làm được. Quảng đại chi nghiệp là gì? Là pháp hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Chư vị đồng tu nhất định phải biết, Bồ Tát Đại Thừa tu hạnh nguyện Phổ Hiền chẳng phải là ba hiền phía trước. Tu ba hiền là sáu độ muôn hạnh của Đại Thừa. Sau khi lên được đại vị tu hành của Ngài Phổ Hiền cùng với ở trước là không giống nhau. Hạnh Phổ Hiền chính là nguyện hạnh rộng lớn trong thế gian. Ở đây chỉ giới thiệu đến chỗ này. Hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền có ghi lại tỉ mỉ, rõ ràng trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện ở cuối cùng đã nói rõ ràng cho mọi người tất cả những điều cốt yếu của kinh, chính là 10 điều nguyện lớn. Trong mỗi điều bao gồm cả cách thức hành trì vô lượng vô biên. Đó là Phật Pháp của Đại Thừa. Hết thảy các pháp môn hành trì trong đây Đại sư Thanh Lương đã ghi chú giải thích. Quý vị nên theo cái đã giải thích đó mà tham khảo thêm. Trong chú giải này cho chúng ta thấy rõ, đó chính là chủ cõi trời đao lợi. Vị này còn có một oan gia trái chủ với Atula, thường gây sự, gây phiền não, sanh ra sự đúng sai. Atula thường cùng với trời đánh nhau. Thế lực của Atula rất lớn, lại hung bạo. Vị chủ trời đau lợi cho rằng nếu dốc sức tu học 10 điều thiện thì sẽ đánh thắng trận, nếu không tu 10 điều thiện thì là kẻ bại trận. Điều này cho chúng ta thấy rõ một điều quan trọng. Nếu chúng ta muốn chiến thắng tất cả yêu ma quỷ quái, nên dùng phương pháp nào? Siêng năng tu năm giới 10 điều thiện có thể hàng phước được hết thảy giặc ma. Nhờ đó mà đạt được sự hộ niệm của chư Phật, sự ủng hộ của thiên thần, tất cả giặc ma sẽ bị diệt trừ. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương đã cho chúng ta thấy rõ điều này. Cần cẩn thận, tỉ mỉ nhận thức điểm này, chúng ta sẽ cảm nhận được nó sẽ rất hay. Chúng ta giảng đến đây thôi. Thời gian hôm nay đã hết rồi.